Minh Tuệ, ở chỗ là sư Minh Tuệ đang truyền cho chúng ta cái cảm hứng. Từ từ xíu sư Minh Tuệ ta nói mày sau, bây giờ ta nói chỗ anh em cái đã. À, mà thấy mà tào lao chưa, mà thấy mà bay dớ chưa? Khi nào nó lên á, nó phải vỗ ngực xưng tên đỡ lại cái danh tính đi. Đó, rồi tao mới gọi. Còn tao chưa biết danh tính đó, mà cái sự nhận thức của nó quá kém thì chỉ được gọi bằng thằng bằng con thôi. Không thể nào gọi bằng anh chị được. Nó còn nhỏ hơn cả tao. Nếu mà cái ý thức của nó có đó, không bao giờ nó đi cổ xí cho một con ăn giật như mày 1.700 đô rồi lên hóng hách cái mỏ. Đúng quá vậy. Đây là một trong những cái thì hóng thật sự. Mình nói ra cái điều này hóng thật sự. Bây giờ mà cắn lử mà như là cái như là tắc kè thôi. Cắn mà chạch 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 mà tức mà chết thôi chứ làm gì. Đó. Đó, mày phải nhắc nhở khán giả của mày đó. Những cái thứ mà vô mà bảo vệ cho mày 1.700 đô đó. Ờ chú ơi, cô ơi, dì ơi. Trước khi mà cái như là lên phát ngôn đó. Thì phải để lại tên tuổi danh xưng. Để cho bên kia người ta biết đáng gì người ta gọi nấy là ok. Đáng tuổi chú ta gọi chú, đang bác gọi bác. Thế còn nó biết tao là ai, tao có biết bọn đó là ai mà bây giờ mày bảo tao gọi bằng chú bằng đồ thì nó cũng hơi căng, cũng ép bên này quá. Đấy hả? Cũng ép bên này quá. Cho nên cái vấn đề ở đây đó, cái vấn đề ở đây là thật sự người ta không có hẹp hòi gì cái vấn đề mà xưng hô. Mà cái ở đây là người ta muốn rõ ràng để cho người ta xưng hô, hiểu không? Phải rõ ràng. Đó, chứ còn nhiều lúc xưng hô chú rồi gì rồi cái như là nó thật sự nó nói nịnh nịnh nữa là sao. Đó. Mày thấy khán giả bên tao à? Đang anh gọi anh, đang chú gọi chú, đang cô gọi cô, lịch sự rõ ràng như thế. Ai đâu như cái thứ bên mày đó, như chơi kiểu như gáy làng chơi đó, rồi chỉ cần người ta bỏ tiền vô là cái như gọi là anh hết trơn. Đó. Đáng tuổi cha của anh, đáng tuổi ông nội của anh, thế thì nó đâu còn cái vấn đề là thuần phong mỹ tục. Đâu còn cái vấn đề mà là cái nhân thật sự quá vậy. Đó là cái tôn ti trật tự nằm ở đâu. Chỉ có một trong những con người mà sống trong một cái gia đình đó. Gọi là nó vô giáo dục cho nên nó không còn hiểu được cái những cụm từ mà tôn ti trật tự. Đó. Nó lên không gian mạng nó mượn cái cơm để gọi bừa gọi đại. Để cổ xí vấn đề hành vi ăn giật ăn cướp. Chứ còn những người mà họ có trí tuệ quý vị, họ, là họ nhìn vô một cái là biết rằng con này là có đáng tin hay không. Biết con này nó ăn giật ăn cướp hay không. Rồi những kênh bên kia người ta nói đúng hay không. Nếu tôi nói sai mày đi kiện tao đi không. Đấy. Tao nói mày đi ăn giật ăn cướp của người ta 1.700 đô đó. Tao có chứng từ đó. Mày đi kiện đi. Sao mày không làm? Tao nói cái gì từ trước giờ có cái chứng cứ rõ ràng. Không có nói ngoa. Không có nói oan nói uổng người ta. Đấy. Mày muốn chứng cứ ngay cả cái lời khai của mày ban đầu cũng đã có rồi. Mày đi kiện đi, tao cũng muốn vụ này cho nó nhanh đó. Tao cũng không muốn chờ kết thúc vụ mày, tao còn làm vụ khác rất là nhiều vụ lắm. À, cái thứ mà anh dơ ở bẩn như mày đó, lên mà kêu gọi xong anh việc anh giật luôn đó là nó nhiều lắm. Bây giờ nó thật sự như là quân nguyên. Nhiều thằng đã đáng nói lắm. Mày là một trong những cái đứa mà anh giật mà nó dày mặt nó lâu nhất, nó làm tốn thời gian tao nhiều nhất đó. Mày lên cộng đồng mạng mà ăn giật cùng thớ hiện già môn. Rồi liên quan sư Minh Tuệ, mày có tư cách gì mà mày đi phán xét câu chuyện của sư Minh Tuệ? Hả? Mày không có tư cách. Mày nhìn ông sư Minh Tuệ mà mày không học được từ ông một cái hạnh nào mà mày lên không gian mạng là mày cái thớ hiện. Con này chung là đang nịnh trên. Mày không biết gì về người ta mà mày nói về người ta là mày đang xúc phạm gì người ta. Đó. Khi nào mày biết rõ về ông sư Minh Tuệ rồi mày nói về ông, rồi lúc đấy là người ta mới tin tưởng, mới là nó thật sự mới nói mày là có một cái lời nói mà nó trung thực đó, để chi để nhân vật mày nói được nâng cao cái giá trị. Còn bây giờ mày không hiểu gì về người ta, mày không hiểu gì đạo Phật mà mày nói về sư Minh Tuệ, có nghĩa mày đang phỉ báng ông một cách rất nghiêm trọng. Mày đang phỉ báng một cách rất nghiêm trọng luôn. Mày lên mày đọc vào những cái tờ báo mà mày không có biết là cái sự thật là như thế nào. Mà mày lên mày phán là đúng rồi đó. Một người đã đi tu, một người đã gọi là buông bỏ tất cả tứ đại giai không. Đó. Người ta đã đặt đến một cảnh giới mà nó vô tư rồi, nó vô ưu rồi. Mà mày bảo rằng cặp mắt của ông sư Minh Tuệ là cái như là thể hiện một cái sự nó vô, cái như là
là suy nghĩ một cái sự lo âu. Ông nội mà người ta đi tu tìm đường giải thoát mà còn cái gì đâu mà lo chứ ông. Đấy. Người ta đi tu là tìm đường giải thoát. Đấy. Người ta đi tu là để giải thoát. Mà bây giờ mày bảo rằng người ta còn lo âu cái gì? Mày thấy bây giờ ông là tứ đại giai không, có gì đó mà lo. Đấy. Có gì đó lo. Mà mày lên mày dẫn dắt rằng là ông sư Minh Tuệ là nhìn vào cặp mắt của ông là thấy ông vẫn còn đang có nhiều cái lo âu. Lo cái gì? Ông lo là những cái loại người như mày mà sao bây giờ nó vẫn còn tồn tại. Ông lo rằng những loại người như mày tại sao nhìn thấy một tấm gương sáng như ông có những cái mà không tham sân si mà sao mày không nhìn vô để mày quán chiếu cái lương tri của mày. Mày vẫn còn tham lam, mày vẫn còn giật của người nghèo 1.700 đô mày bỏ mày làm của mày làm tài sản. Đúng không? Đấy là ông đang lo. Tại sao ông đã hy sinh cả cái gọi là cái tuổi thanh xuân, hy sinh cả cái vấn đề cái đời tư riêng mà đỡ đi cỡ như là hành một cái đạo để cho làm gương cho mày nhìn vô mà mày nhìn vô mày không thấy. Ông đang lo là lo cái điều đó. Ông đang đi cứu mày mà thật sự là mày đang càng ngày mà càng đang đi ra đảo. Ông lo vấn đề đó. Ông lo rằng những loại như mày là những loại là vô cái như là trị rồi, bất trị rồi, không cứu được rồi. Mày lên cộng đồng mạng mà anh nói ba dơ. Lên cộng đồng mạng mà đi nói về một ông sư mà mày không hiểu về cách hành pháp của ông sư. Mày nói về đạo mà mày không hiểu gì về đạo là mày đang phỉ báng về người ta, đang phỉ báng về đạo của người ta. Đấy không? Mày lên mà nói đúng rồi đó. Để chúng ta buông bỏ. Đầu tiên phải nói rằng là sư Minh Tuệ là một người vô cùng là giản dị. Giản dị và buông bỏ tham sân si. Rồi mày buông bỏ chưa? Mày có tham không? Có si không? Có sân không? Trời ơi, cái gì nó thật sự mày cũng làm cho một bồ chứ mày đâu có chừa cái nào đó. Mày không tham thì trả tiền lại cho người ta 1.700 đô đi. Đó, mày nhìn vô ông sư Minh Tuệ mà mày không học ông được ông cái gì hết trơn. Mà mày lên mày bình phẩm người ta, có nghĩa là mày đang phỉ báng người ta chưa? Mày đang phỉ báng sư Minh Tuệ một cách rất thâm tệ. Vì sao? Mày nhìn ra từ ổng là cái vấn đề là không tham sân si. Ổng đã từ bỏ tất cả để ổng đi trên một con đường giải thoát mà Đức Như Lai để lại. Mà đến bây giờ mày nhìn vô ông mà mày không học được ông bất kỳ một cái hạnh gì thì mày có cái tư cách gì mày chia cái mỏ vô mày bàn luận câu chuyện của ông? Mày đang xúc phạm ông. Đúng không? Mày bảo rằng nhìn vô ông sư Minh Tuệ không còn tham sân si, sao mày không học được ông một cái hạnh nào vậy? 1.700 đô Mạnh Thường Quân cho là cho mày để làm cầu nối để đi giúp cho người nghèo. Mày là một trong những cầu nối thôi mà mày ăn luôn, mày nuốt tươi nuốt sống luôn. Mày có tham không? Mày là dạng chúa tham. Mày là dạng chúa tham. Hiểu không? Rồi mày ăn xong rồi mày chử Mạnh Thường Quân mà lên bờ xuống ruộng mà đào cha bới mẹ người ta ra trong vòng 8 tháng trời. Thì mày có sân có si không? Mày là một cái kẻ mà sân si vô ơn bạc nghĩa. Đúng không? Mày có xứng đáng hay không? Tâm của mày mà chưa sửa được thì mày đừng có đánh giá người ta. Mày lên không gian mạng mày muốn dễ rồng dễ rắn hả? Mày đang mượn hình tượng của sư Minh Tuệ để mày muốn kiếm ăn trong đó hả? Mày lâu đi không ơi, khi nào tao không còn làm cơm đó, thì để cho mày lợi dụng vào những hình ảnh nó đẹp như vậy đó để mày kiếm ăn. Chứ còn tao còn làm cơm thì mày miễn bàn đi. Mày vô câu chuyện nào là tao quýnh dân ra câu chuyện đấy thôi. Mày dễ ăn lắm hả? Bây giờ mày muốn mượn hình tượng của sư Minh Tuệ để mày lôi kéo khán giả của mày để mày dẫn dụ qua tấn công một số người nhưng mà cho rằng là người ta đang chia rẽ hả? Ở đâu ra? Quý vị thấy điều vô lý hay không? Mày bảo rằng là cái hình ảnh của ông sư Minh Tuệ nhìn vô mà để cho mày không còn tham sân si. Mà tại sao cái 1.700 đô của người ta mày vẫn khư khư mày giữ là sao? Mày bảo rằng một cái nhìn vô hình tượng của ông sư Minh Tuệ là mày không còn là gọi là tranh đua, không còn là ham hố. Mà tại sao nó thật sự mày vẫn lên để mà mày kiếm ăn trong cái hình tượng của ông? Mày giật của người ta 1.700 đô mà cảm thấy rằng đây là một sự tự hào, mày thấy mày bá dơ hay không? Đấy. Con này phải đáng nói quý vị, nó đang mượn hình ảnh một vị thiền sư cỡ chân chính để nó đi trục lợi, để nó đi gọi là nó lôi kéo khán giả của nó để tấn công một số kênh,
mà người ta phán biện cái sự việc trong 1.700 đô của nó, trong đó có tôi và Lâm TV2 đó, mà đang đi dẫn dụ một câu chuyện vô cùng thật sự mất dạy. Mày nghĩ rằng bên này không có miệng hả? Mày nghĩ rằng bên này không đủ khả năng để mà cái như là xử lý những cái truyền thông bẩn của mày hay sao? Mày lên mà dẫn dắt được ai? Cái gì đúng thôi quý vị. 1.700 đô của mày, mày không có chịu buông bỏ, mà mày lên mày giải thích vấn đề mà tham sân. Mày có tư cách gì mà giải thích vấn đề mà tham sân ở đây? Bản thân mày là một trong những người mà chính những tham lam sân si mà còn thật sự còn kể là cái vô ơn bạc nghĩa, mà cái thứ này dành cho cái loài súc sanh chứ không phải dành cho một con người. Chỉ có những cái loài súc sanh là cái thật sự đó, nó là cái như là hên xui may rủi. Đấy. Nhưng có những loài súc sanh, xin thưa quý vị, nó tuyệt đối trung thành, như là cái con chó, đúng không? Mình có nói con chó nặng nhẹ thế nào, nhưng mà từ lúc mình đem nó về, mình nuôi, mình cho nó ăn một bữa duy nhất, nhưng nó gặp mình, nó vẫn là vẫy đuôi, nó mừng rỡ, nó vẫn là nhảy vô để mà nó thể hiện một cái sự mà thân mật. Mình có đuổi nó đi đâu đi, nó vẫn quay về cái căn nhà đó, nó vẫn là bảo vệ cho căn nhà của mình. Hắn làm được chưa? Hắn đã làm được điều đó hay chưa? Hay là hắn nhận 1.700 đô của người ta, rồi hắn kể như là ăn xong rồi hắn quay sang hắn chửi người ta? Thế thì bây giờ hắn có phải là một con người hay không? Hay là một cái loài khác mà hắn đang nhầm tưởng mình là con người? Hắn cũng vừa phải thôi chứ. Cái câu chuyện của sư Minh Tuệ là ai cũng có quyền để mà khen chê, ai cũng có quyền để mà bình phẩm, nhưng riêng hắn là không đủ tư cách. Vì hắn vẫn còn tham sân si, mà những cái vấn đề hắn đi giật của người ta, hắn chưa chịu trả, thì hắn đâu có tư cách mà vô nói người ta. Vô nói ông sư Minh Tuệ là hắn đang phỉ báng ông sư Minh Tuệ. Hắn thần tượng ông mà hắn không học được từ ông bất kỳ một cái gì, thì hắn đang phỉ báng ông một cách rất nghiêm trọng. Đáng lý ra nhìn vô sư Minh Tuệ là hắn thấy rằng một ông sư này, ông buông bỏ tất cả, ông không còn tham. Thì mình cũng giống như ông đó. Mình cũng là nợ ai thì cũng lo mà trả đi. Nợ cái như là Mạnh Thường Quân lo trả cho Mạnh Thường Quân, mình nợ của người nghèo lo trả cho người nghèo đấy. Có làm được hay chưa mà lên gọi là cái như là thể hiện ta đây. Đấy. Đã không làm được mà còn nó thật sự quý vị, nó lên nó còn dẫn dắt câu chuyện đi xa hơn. Đấy. Có lẽ rất nhiều người ở đây, hoặc là đối với lại cái những cái kênh mà như kênh Thằng Lâm và kênh Thằng Tân ấy, thì có lẽ bản thân chúng nó, đúng không, bản thân Thằng Lâm, bản thân Thằng Tân, nó còn chưa hiểu tham là gì, sân là gì, si là gì, đúng không? Đúng rồi. Ở đây đâu có ăn giật đâu mà biết là tham là gì đâu em. Ở đây là người ta chỉ biết cho đi, người ta không biết lấy của ai, không biết lợi dụng của ai. Đó. Ở đây là người ta muốn làm cái gì đó theo khả năng. À, đi ra đường gặp tình huống nào cần thiết là cũng xúc tiền túi ra cho. Không phải đi quyên góp kêu gọi là bỏ vô túi rồi dậm vô miệng của mình. Cho nên bên này không có biết tham là gì. Đúng không? Em là được cái trải nghiệm tham rồi đó, 1.700 đô là em trải nghiệm tham là tốt rồi đó. Đây là một cái sự thể hiện, một sự trải nghiệm của con hóng là cái là tuyệt vời. Đó, Lâm với Tâm làm gì biết tham là chi? Mình chỉ biết của mình làm mình hưởng. Mình không có cái như là mưu cầu mà nhận của bất kỳ ai. À, cho nên tôi không có biết là tham là gì. Nhưng mà qua hình ảnh con hóng tôi biết là con này nó cực kỳ tham lam. Nó nhận 1.700 đô của Mạnh Thường Quân, nó bỏ túi nó ăn luôn. Đấy là câu hỏi quý vị có tham không? Rồi nó chữ Mạnh Thường Quân là thật sự quý vị mà chữ trong vòng 8 tháng trời đó. Tôi hỏi quý vị nó có sân si không? Chúng con này nó trải nghiệm đủ hết rồi. Cho nên bây giờ nói mà về tham sân si, con này là trùm. Con này chung là nó có những cái trải nghiệm từ bản thân nó ra. Nó chê bên này không biết tham là gì. Bên này đâu có biết tham đâu em. Trời ơi, bên này biết tham là nó thật sự đó. Là nhiều, kể như là nó thật sự nhiều nạn nhân lắm đó. Tôi nói không phải tự hào. Nếu mà bên này tôi bản thân tôi không ngăn, nếu mà tôi tham, mà tham của ba tánh, tham của bà con, tham của Mạnh Thường Quân đó, là đến thời điểm bây giờ cũng có rất nhiều người mà sẵn sàng bỏ tiền cho tôi để tôi đi làm thiện nguyện. Có rất nhiều người mà thậm chí không cần đi làm thiện nguyện, có rất nhiều người họ muốn là cho tiền để mà tôi kể như là uống cà phê, uống trà, nhưng mà tôi không nhận.
Nếu mà tôi tham lam đến bây giờ tôi nhận tôi đã thật sự với con trong nước ngoài nước này. Đó. Có đâu như ai kia đâu mà người ta gửi tiền mình đi làm thiện nguyện mà mình bỏ túi mình ăn luôn. Rồi bây giờ lên hỏi một câu đi đánh đố xã hội đó. Rồi bây giờ thằng Tân, thằng Lâm nó đâu biết tham là gì, sân là gì, si là gì. Sao biết được? Có trải nghiệm đâu mà biết. Để có em là trải nghiệm, em tham, em sân, em si, em cắn của mạnh thường quân. Em cắn một cái là gọi là cái như là nó vừa sâu, nó vừa thâm đấy. Cho nên bây giờ em mới trải nghiệm chứ. Nó nói gì không là phải nói cỡ đó đâu quý vị. Chứ còn nói mà nó yếu là không, nó không nghe. Hắn bây giờ cái lỗ tai của nó là tôi nói quý vị là cái rây tai nó gọi là nó ra tới bên ngoài rồi. Nó che lấp cái màng nhĩ rồi. Còn mạch của hắn là người ta là mạch hoa gia phấn. Còn hắn là bây giờ nó giống như cái mặt đường rây xe lửa rồi. Ở đó không còn biết đơ là gì. Ở cho nên bây giờ 1.700 đô mà để xã hội phải là dậy sóng. Để mà kiện tụng ảnh hưởng đến là thật sự cái gia đình bên chồng. Mà nó vẫn là trơ trơ tráo tráo, vẫn là thể hiện ta đây là một trong những người bị oan. Mày khỉa bên này là mày chỉ có đường mày chui đầu vô rõ thôi. Nghe chưa hắn? Bên này mà bây giờ mày hỏi một câu rằng thằng Tân, thằng Lâm nó đâu có biết tham sân si là gì. Thì đúng rồi. Bên này có ăn dịch của ai đâu mà biết tham. Mình làm ra cái tài sản của mình là bằng công sức trí tuệ của mình. Đó, mình còn đi chia sẻ lại cho những người họ khó khăn hơn mình. Mà trong một cái sự hữu duyên nào đó. Thì làm cho cái gọi là tham. Khi nào tham là mình làm, mình gom vô của người ta, mình giật giật của mình, đó là tham. Giống như bình không đáy đó. Chứ còn bây giờ mày lên mày nói đây là chung là đang chui đầu vô rõ rồi. Tôi chờ chỉ những cái câu nói này thôi quý vị, là nó thật sự là tác cho nó vô gọi là đúng tầm luôn đó. Cái cỡ con này là phải là dùng những cái gọi là cái ngôn từ như vậy để mà dạy dỗ giáo huấn này đó. Mày lên không gian mạng mà bây giờ mày cho rằng nó thật sự mày tử tế mà tao hỏi rằng đi ăn dịch của người ta, ăn cướp của người ta 1.700 đô mà tử tế chỗ nào? Để. Mày giải thích giùm anh cái sự tử tế chỗ nào cái ta coi coi hắn. Dĩ nhiên tôi không phải là một cái vị mà tu, cho nên cái vấn đề mà sân si tôi vẫn còn. Nhưng tôi biết sân ở đâu và si ở đâu, biết là thật sự cái nào nên làm mà cái nào không nên làm. Đấy. Chứ mình không phải là một trong những cái kẻ mà hồ đồ. Nếu mà mình là một trong những kẻ mà hồ đồ đó, là cái mâm nào mình cũng chơi, đúng cũng chơi mà trật cũng chơi, có nghĩa là một trong những cái thằng gọi là cái là bất phân thị phi, bất phân cái đúng sai. Thế còn mình vẫn biết cái nào đúng, cái nào sai, cái nào nên sân, cái nào nên si. Đấy. Do mày ăn dịch mày còn lên mày chửi người ta, mà nếu như ai cũng như đó, thật sự người ta im lặng đó, là cuối cùng mày trở thành một trong những cái loại mà mày thấy được thế ăn lên. Ăn một lần ăn quen rồi để mà tiếp tục hả? Phải diệt ngay từ thời điểm bây giờ. Mặc dù tao biết rằng những gì tao nói là mày không thay đổi chẳng hạn, nhưng mà ít ra những khán giả mà nghe được câu chuyện này, người ta biết được cái bản chất của mày là một trong những cái con đàn bà mà tham lam cái như là hẹp hòi đó. Là người ta tránh mày ra. Nhiều đó là tao đã có những cái gọi là cũng giúp được một số người rồi. Chứ bản chất con người của mày dễ gì mày thay đổi. Mày chỉ biết là lấy của người đã làm giàu cho bản thân. Mày không bao giờ thay đổi cái bản chất. Đó là cái bản chất của một con người không tặc tham lam. Mày đi hỏi tao tham lam là gì đó, tao giải thích rồi đó, tối nay mà rống tay lên nghe.